thành phố Đà Nẵng vẫn sẽ tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo thẻ đi chợ 3 ngày một lần. Đối với hoạt động dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Húng thực hiện như sau. Một, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên bắt đầu đi học lại từ ngày 14 tháng 9 năm 2020. Hai, các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hiệu trưởng, thủ trưởng các trường, cơ sở đào tạo, quyết định ngày đi học lại của học sinh, sinh viên, học viên trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản và phải từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 trở đi. 3. Các nhóm trẻ trường mầm non, trường tiểu học, các cơ sở đào tạo, ngoại ngữ, tiên học, năng khiếu, kỹ năng sống, các trung tâm tư vấn, du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm bắt đầu đi học lại từ ngày 21 tháng 9 năm 2020. Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hú cũng nêu rõ, đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội quá 30 người và thật sự cần thiết phải tổ chức thì do cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.